Rồi hello anh em. Em lên sóng cho em một em size chia full là 1 nha anh em. Con này là mình nổ máy rước luôn, tháo vô đạp rồi. Lá nó mình gắn vô đạp lại nha anh em. Đó, thiếu vô đạp. Con này là full nên con đồ là 1 khách đi lướt, phục trước phục sau zin. Bình Indo full 120 lòng lưỡi IC. Niền Tân Lan nha anh em. Bô zin. Má xe cực đẹp. Con xe này ngày xưa nó là cái Star 110 nha anh em, khách lên là ngáo xe kia. Máy lực lắm nha anh em. Rồi, anh em nào quan tâm thì có liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình nha, 37 triệu. Rồi, chào anh em. Xe full là 1 mới đi có 500 cây, 600 cây rồi nha. Khách đổi da dép nha anh em. Rồi, chào anh em.